Kính chào quý vị, tôi là Hạnh Phúc. Còn tôi là Việt Hoàng. Thưa quý vị, thứ bảy cuối tuần thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại sự kiện nổi bật tuần qua trong góc nhìn của Chuyển động 24 giờ. Và bây giờ xin mời anh Việt Hoàng. Xin chào quý vị khán giả của Chuyển động 24 giờ. Để tạo cảm giác gần gũi hơn thì hôm nay tôi xin phép được để màu da mộc của mình khi chia sẻ. Vừa qua, Barack Obama. Về mặt ngoại giao thì chuyến thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ của vị Tổng thống Hoa Kỳ mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước. Còn về mặt xây dựng hình ảnh cá nhân, khía cạnh mà tôi muốn đề cập chính trong ngày hôm nay thì ông Obama thực sự là một bậc thầy. Tổng thống lớn cả toàn cầu thế mà lại đến thăm Việt Nam với một cách rất là thân thiện. Ông rất tinh tế, nói bao nhiêu câu không hề có một cái phải xem giấy tờ các gì cả. Chúng tôi đúng là phục. Sống rất là đời thường. Obama khá là, rất là thân thiện. Ông ấy còn đến một quán bún bình thường, bình dân của Việt Nam để ăn. Cảm giác ông lại rất là gần gũi. Và nói chung là trong lúc nói chuyện với mình, lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười. Đó là suy nghĩ của nhiều người sau 64 giờ xuất hiện của ông Obama. Sự gần gũi hay là thân thiện là những từ được dùng nhiều nhất. Nhưng mà có lẽ từ tôn trọng mới là gốc rễ trong chiến lược xây dựng hình ảnh của ông Obama. Nó được tạo ra bằng cách đột ngột rút ngắn khoảng cách từ một người quyền lực đang đi trên chiếc máy bay cao bằng tòa nhà 5 tầng, ngồi trên chiếc limousine được gọi là quái vật và phải xài đúng cái bục phát biểu mang từ nửa vòng trái đất tới để trở thành một người bạn hiểu rất rõ những thứ đáng tự hào nhất của người Việt Nam. Sau nhiều thế kỷ, vận mệnh của Việt Nam đã bị nhiều nước can thiệp. Nhưng cây tre cũng như tinh thần bất khuất của người Việt Nam, như Lý Thường Kiệt đã ghi lại, sông núi nước Nam vua Nam ở, danh danh định phận tại sách trời. Người Việt và người Mỹ đều có thể liên hệ tới lời bài hát của nhạc sĩ Văn Cao. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người. Tôi đang nghĩ về những người Mỹ và Việt Nam đã vượt qua đại dương, nhiều gia đình đã đoàn tụ sau nhiều thập kỷ. Tôi nghĩ về những con người, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói trong bài hát Nối vòng tay lớn. Dòng máu nối con tim đồng loại. Hy vọng các bạn nhớ về khoảnh khắc này. Hay tôi có thể nói theo cách khác, bằng một câu rất quen thuộc với các bạn trong chuyện Kiều, rằng trăm năm cũng từ đây của tin gọi một chút này làm ghi. Cảm ơn Chak Ban. Thank you very much. Thank you Vietnam. Thank you. Vâng, với những ai đã theo dõi buổi diễn thuyết này thì có thể nhận thấy là ngay cả cách nói chuyện liên tục nhìn sang hai bên cũng là cách mà ông Obama thể hiện sự tôn trọng và thân thiện đối với thính giả. Dĩ nhiên đó cũng là một sự chuyên nghiệp được tính toán trước nhờ vào những chiếc máy nhắc chữ mà chúng tôi ở trong nghề truyền hình vẫn thường gọi là máy cue như thế này. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà ông Obama sử dụng thơ văn của nước khác trong bài diễn thuyết của mình. Như trong chuyến thăm lịch sử của ông đến Cuba hồi tháng 3 vừa qua thì ông Obama cũng đã bắt đầu bài phát biểu tại Havana bằng một câu thơ của nước này, Cultivo una rosca blanca, tạm dịch là tôi trồng một bông hoa hồng trắng. Hay trước đó là nhắc tới cả những ngôi sao tại Ấn Độ. Cultivo una rosa blanca. In his famous trong bài thơ nổi tiếng nhất của mình, José Martí đã trao tặng tình hữu nghị của mình dành cho những người bạn và cả kẻ thù nữa. Đây là câu đầu tiên trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Cuba yêu nước nổi tiếng José Martí nói về mong muốn thiết lập tình hữu nghị với cả bạn bè và kẻ thù. Còn trong chuyến thăm Ấn Độ năm ngoái, ông Obama đã trích lại đoạn hội thoại nổi tiếng từ một bộ phim tình yêu quy mô hàng đầu Bollywood. Señorita, puede déjame. Vị Tổng thống Mỹ đã nhắc tới những ngôi sao phim trường và thể thao tại Ấn Độ thành những lãnh tụ tinh thần của Ấn Độ để nhấn mạnh rằng lòng dũng cảm và giá trị nhân đạo là nhân tố chính để kết nối hai quốc gia. Đã có không ít bài phân tích của các chuyên gia về chiến lược xây dựng hình ảnh có thể gọi là rất thành công của ông Obama. Thậm chí còn có riêng một thuật ngữ được gọi là Obama Mania cho những người hâm mộ vị Tổng thống này.
Và để làm được điều đó thì tờ Politico tại Mỹ từng cho biết là bộ phận truyền thông của Nhà Trắng dưới thời Obama đã phải có những thay đổi mạnh mẽ. Họ chủ động tạo ra những đoạn video, cuộc phỏng vấn và hình ảnh theo tiêu chí riêng, đó là độc và lạ của ông Obama. Obama có thể chơi bóng rổ này, hay là nhảy với người dẫn chương trình, thậm chí là đi mua bánh hamburger cho nhân viên. Công nghệ truyền thông cũng được sử dụng thuần thục hơn và biết cách xây dựng thương hiệu cho vị tổng thống này hơn hẳn những đời tổng thống trước. Như là Facebook của Obama thì cũng rất đời, trong đó liệt kê cả những sở thích cá nhân và thường xuyên cập nhật mọi hoạt động của ông. Và mấu chốt là những cách thức xây dựng hình ảnh đó không khiến quần chúng tiếp nhận với con mắt hàn học, mà người ta chỉ để ý rằng một hình tượng gần gũi và thân thiện đã được xây dựng. Thậm chí kể cả những điều đơn giản nhất như là cởi bỏ chiếc áo vest, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sắn tay để đi mua cốm hay là đi mua bún chả, đi ăn bún chả vào buổi tối cũng là một sự chuyên nghiệp. Tối ngày 23 tháng 5, với dự kiến sẽ dành thời gian để thăm thú, khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ghé thăm quán bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội. Ông đã gọi 2 suất bún chả và 2 chai bia cùng ăn với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Ông còn mua thêm 4 suất để mang về khách sạn. Ra đến thì có một đoàn ngày hôm trước đến bảo sẽ có một đài truyền hình rất chi lớn, lớn nhất của Mỹ đến quay tại nhà mình. Thì mình chỉ biết là quán là cái kênh truyền hình đấy thôi. Đến phút chốt trước khi ông tổng đến khoảng thời gian ngắn thì mình mới biết đấy là tổng thống đến. Thế tổng thống đến ăn xong, thì còn xách về 4 suất. Thế cô được phục vụ ông và được bắt tay ông rất chi đời. Rất chi là sướng. Giờ thì chúng ta hãy chuyển sang một góc nhìn khác. Đó là liệu một bộ phận trong chúng ta có đang bị cuốn theo hơi quá vào chiến lược xây dựng hình ảnh cá nhân của ông Obama hay không? Ở đây tôi không có ý đưa ra kết luận nào cả. Nhưng theo 2 khảo sát của 2 đơn vị lớn nghiên cứu về mạng xã hội là Boostmetric Social Listening và Boomerang Social Listening Consultant thì từ bún chả, bún chả đã trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong chuyến thăm của ông Obama. Hay kể cả chuyện ông Obama tháo nhẫn khi bắt tay người dân, chuyện Mỹ Linh hát quốc ca ra sao trong buổi phát biểu có mặt của ông Obama cũng trở thành chủ đề nóng được bàn tán. Trong khi đó thì những vấn đề sát sườn liên quan đến chuyến thăm của ông Obama như là bỏ lệnh cấm vận vũ khí này, bán cho chúng ta cả 100 chiếc máy bay hay là TPP ảnh hưởng lớn đến công việc thị trường Việt Nam như thế nào thì dường như lại chưa được quan tâm đúng mức. Thậm chí theo 2 khảo sát ở trên thì các từ khóa liên quan đến vấn đề này còn không xuất hiện trên bảng thống kê hoặc chỉ nằm khiêm tốn trong mục các hoạt động khác. Và trước những cái câu chuyện tưởng chừng như rất bình thường thì một căn bệnh cố hữu của mạng xã hội lại càng dễ phát tác. Đó là vội vàng phán đoán, so sánh và phê bình. Một đoạn clip vui do nhóm nhạc Trắng trên YouTube cũng đã đề cập về hiện trạng này. Người Việt Nam sao mà cứ đua nhau phê bình và phán đoán. Kìa Obama do sợ mất nên khi bắt tay thao nhẫn ra. Dù thật ra anh chỉ tháo nhẫn do quen vậy, thường vẫn thế mà trên môi ai bây giờ ướt đẫm phê bình. Người Việt Nam sao mà cứ đua nhau phê bình và phán đoán. Chuyện đang vui cứ ngồi đoán lúc sau vẫn vui. Vâng, sao mà cứ đua nhau phê bình và phán đoán. Tôi cũng hy vọng là chính mình đang không rơi vào cái thói quen xấu đó. Quay trở lại câu chuyện xây dựng hình ảnh cá nhân từ chuyến thăm của Tổng thống Obama, không thể phủ nhận rằng một trong những mục tiêu chính của việc xây dựng hình ảnh cá nhân không gì khác ngoài tăng sức ảnh hưởng của cá nhân đó lên số đông công chúng. Và cũng không thể phủ nhận là giới trẻ Việt Nam đã có thể tìm được thêm cho mình một hình tượng nữa trong lập nghiệp, trong định hướng cuộc sống. Điều đó thể hiện trong buổi trò chuyện của nhóm thủ lĩnh trẻ ICLI tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài là một lãnh đạo rất vĩ đại, còn chúng tôi là những lãnh đạo trẻ. Liệu Ngài có lời khuyên nào để chúng tôi có thể trở nên vĩ đại như Ngài được không? Thật ra hồi còn trẻ, tôi cũng không được quy củ lắm đâu. Tôi hay chơi bời lêu lổng, tôi quan tâm đến bóng rổ và các bạn gái hơn, và tôi thường không nghiêm túc với bản thân mình. Các bạn bây giờ thế này là hoành tráng hơn hẳn tôi rồi đấy. Lời khuyên của tôi là các bạn hãy tìm những việc mà các bạn thực sự yêu thích và quan tâm, rồi sau đó dốc mọi nỗ lực, công sức vào đó. Từ từ, rồi thành công sẽ tìm đến với các bạn. Con đường của mỗi người mỗi khác.
Ban đầu tôi không hề có ý định làm Tổng thống Mỹ, mà ban đầu tôi chỉ có ý định muốn giúp đỡ người nghèo. Vậy nên tôi đã đến làm việc tại cộng đồng người nghèo ở Chicago. Hãy dành thời gian hỏi câu chuyện của những người xung quanh, thường thì bạn sẽ tìm thấy động lực từ đó. Vâng, đó là những hình ảnh ấn tượng của nửa đầu tuần qua. Và để kết thúc phần điểm tuần hôm nay thì cũng sẽ là một clip dở khóc dở cười về hình ảnh của Hà Nội trong suốt nửa cuối tuần vừa rồi. Một Hà Nội mà một số người gọi đùa là nay đã trở thành Hà Nội. Còn bây giờ, tôi xin phép được rời trường quay sớm để đi ăn bún chả. Chắc chắn là tôi sẽ gọi cho một suất như Obama. Bún chả thì phải ăn buổi trưa mà. Cũng chúc quý vị ngon miệng sau khi theo dõi hết chương trình Chuyển động trưa nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Nhờ trời cứ mưa chạt ngớt, làm phố tôi nay ngập lụt. Khi lúc tan tầm, người và xe nối nhau bơi trên đường. Nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi. Bà con phấn khởi này phố mát hơn mọi khi. Nhà nhà bắt ca từ nơi ngã tư này. Hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra. Ở giữa thủ đô sao mà chẳng lẽ là cá tôm tăng bơi trên vỉa hè. Qua nhịp xe qua nước cuộn sóng vô nhà ta. Tràn ngập khắp phố thuyền ghe nước trôi êm đềm. Đèn dầu ta không lo cắt điện suốt bao ngày đêm. Rồi những chàng trai đua ghe giữa đường là nước trong xanh thêm sạch phố phường. Từng trận mưa rơi trong ngàn ánh mắt yêu thương.